Chào rồi. Hèn chi mình đi vào khu rừng này cảm thấy mát mát lạnh lạnh quá anh chị. Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại một khu rừng Quang Amu Gầm Gạp. Kế khu rừng Quang Amu Gầm Gạp này mình có thấy một ngôi miếu. Miếu này là kêu bằng miếu ông Tà các bạn. Thì hồi nãy mình có gửi xe phía bên kia, được cô chủ quán chia sẻ. Cô nói ngôi miếu này rất là linh thiêng của anh chị. Và ngôi miếu này có trên 300 năm. Bà con có chia sẻ nói ngôi miếu này có nhiều người đến đây họ xin số về, họ mua vé số trúng độc đắc luôn các bạn. Rồi họ đến đây họ lập miếu cho ông rất là tôm tắt. Còn trước kia ngôi miếu hơi nhỏ các bạn. Tiện ở đây mình vào tham quan ngôi miếu xong rồi mình di chuyển về phía bên kia. Phía bên kia mình thấy có một vườn bỏ hoang đó quý anh chị. Ngôi miếu này mình mới đến lần đầu quý anh chị. Mình không biết cái trái này là trái gì ha. Còn cây này theo mình thấy giống cây trôm quý anh chị. Phải cây trôm không ta? Trái hộp như thế này quý anh chị. Các bạn của mình ai mà người dân tộc á, ở trong Phun Sóc á, nếu mà biết cái cây này thì nhớ comment nha. Trái giống như hộp cà phê mà dài dài các bạn. Còn kế bên cây trôm, phải cây trôm ta. Thế mình đoán chắc có thể cây trôm đó quý anh chị. Cái mũ của nó ăn được đó các bạn. Ở trong tiệm tạp hóa có bán. Còn phía ở trên cái cành cây khô ngay chỗ đó đó các bạn, có một cây khác nó đậu lên rồi nó sống rất là tươi tốt luôn cả nhà. Còn đây là miếu ông Tà ha. Trước kia mình nghe nói miếu của ông nhỏ của anh chị. Nhưng mà gần đây á, bà con trúng số bà con lại, bà con xây mới lại cho ông. Rồi. Bên đó thuộc tẹt mình tính đâu còn gì chứ. Nóng quá. Bên kia người ta đốt rác hèn chi. Mình nghe gì rút rác rút rác. Hiện tại mình đang ngồi đây là khoảng 12 giờ trưa các bạn. Dạ, hôm nay đệ tử đi ngang miếu của Lục Tà. Đệ tử thắp cho Lục Tà ba nén hương. Đệ tử xin phép đệ tử đi khám phá tâm linh vòng vòng khu
rừng Mỏ Quan ở phía bên đây. Trời ơi, đây có con gà nữa, hèn chi. Còn đây là cây bằng tha la của anh chị. Thường thường người dân tộc đó, họ kêu bằng tha la, cũng như là ở đây bà con thờ Phật Thích Ca. Rồi mình cảm thấy có một pho tượng bị nứt của anh chị. Pho tượng này cũng của Phật Thích Ca luôn ha. Nhưng mà bà con vẫn giữ lại. Ô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây mình thấy pho tượng của Phật Thích Ca bị nứt ngay chỗ cái phần rúng đó anh chị, cao lên tí ha. Nhưng mà bà con vẫn giữ lại nét cổ xưa của anh chị. Thay mình đón hình tượng Phật Thích Ca này chắc có thể có lâu đời các bạn, thành ra bà con họ vẫn giữ lại. Nhưng mà trước kia nó có một cái điều tâm linh gì đó, thành ra nó mới bị nứt ở trên phía trên các bạn. Còn ở phía dưới thì mình cảm thấy còn nguyên cả nhà, phía lưng á. Thì ok, mình sẽ di chuyển qua phía bên khu rừng quan phía bên đây để khám phá về tâm linh. Nếu mà có gặp được vong nào thì mình trợ duyên cho họ, cũng như là bánh nước, và họ muốn mình giúp cho họ đi về chùa thì mình giúp luôn các bạn. Khu đây á vắng que à, không có nhà cửa của ai á. Có nhưng mà hơi hiếm các bạn. Đó bà con đốt rác thành ra hôi quá. Các bạn, mình tới khu rừng Gầm Gạp Quan Du Hảo Lánh rồi các bạn. Sau nãy mình đi vô sao không thấy chú chó mà giờ thấy ta, cả nhà thấy không? Chắc có thể mình là người đi khám phá về tâm linh đó. Mấy chú chó chắc có thể là biết mình đi làm những công việc gì, rồi mấy chú chó để ý quý anh chị. Lẹ nè, chó này kêu bằng chó mực các bạn. Không biết mình với những chú chó có mối liên quan như thế nào, nhưng mà mình đi đến đâu là mình gặp những chú chó tò mò đi theo mình để ý đó các bạn. Vô nè, tí nữa tôi cho ăn bánh. Cả nhà thấy không, khu rừng ở đây á, hoang vu không có một bóng nhà luôn. Thật sự ở ngoài thì có nhà của anh chị, nhưng mà bên trong này không có nhà.
Mặt trời hiện giờ đang đứng bóng luôn các bạn, 12 giờ trưa. Trời ơi, hèn chi mình đi vào khu rừng này cảm thấy mát mát là lạnh quý anh chị. À, phía bên đó chúng tôi thấy có một vong, không biết nam hay nữ, ở trong cái gốc cây. À, nếu mà phải vậy chim kêu nữa cả nhà. Nếu phải vong thì hãy xuất hiện đi ha. Vong ở nhà rồi. Họ đang đứng ở trong cái rừng cây này, mà đứng ngay gốc cây luôn. Hương Linh cho mình hỏi thăm ha. Mộ của mình ở đâu mà mình vào cái khu rừng cây này ở gần ngõ miếu của ông ta? Tôi là người đi giúp vong. Sao chú biết miếu của ông ta nữa? Biết chứ. Sao miếu đó là miếu thờ ông tà, nhưng mà Hương Linh là thường ngày ngữ ở đó, ngữ ở đó hay sao? Ở ké hả? Ừ. Rồi mộ của mình ngày xưa ở đâu? Bên nào Hương Linh? Vậy hả? Rồi mình mất lâu chưa? Mới mất được có 7 năm. Mới mất được 7-8 năm hả? Mình nam hay nữ? Tôi là nữ. Nữ hả? À. Rồi quê nhà của mình ở gần đây không? Cách 40 cây hả? Mình người Việt hay là người Khmer? Đồ Việt ha. Tôi nghe bà con nói ngôi miếu của ông Tạ Bảnh cho số trúng linh thiêng đó. Rồi tôi muốn vào để thắp hương cho ông. Rồi nghe bà con nói ở bên khu rừng quen kế ngôi miếu của ông á, thường xuyên cho bà con đây á thấy, cũng như là vong hồn ở đây cho bà con thấy. Thành ra tôi thấy linh quá tôi mới vào đây coi như thế nào. Nhưng mà hôm nay vào khu rừng quen này gặp được cô. Cô cho tôi hỏi năm nay cô nhiêu tuổi ha? Em 7 tuổi hả? Ờ. Rồi ngày và đêm mình phải ngự ở trong cái gốc cây như thế này vậy hả? Có đâu, tôi ra đây tôi kiếm đồ ăn. Kiếm đồ ăn hả? Buổi sáng tôi đứng đây để cho bà con thấy bà con cúng kiến với tôi. Đứng gốc cây vậy hả? Thì có ai thấy cô không? Ai thấy cô? Có ai sợ không? Nhiều người cúng cho cô hả? Sao cô không về nhà báo mộng người nhà của cô á? Để họ lại đây họ cúng kiến cho cô.
Gia đình nghèo hả? Gia đình của cô gần đây không mà nghèo? À, 40 cây. Ngày xưa mình bị gì mất? Tai nạn lao động hả? Mình làm nghề gì mà bị tai nạn cô? Ngày xưa tôi làm neo. Bất cẩn quá nên bị điện giật chết. Làm neo mà bị điện giật chết hả? Làm neo có điện nữa hả? Tôi làm xong rồi tay tôi ướt á. Cái xong tôi lại tôi găm cái quạt cho người ta mát, rồi tôi găm sau tay tôi ướt quá nó chạm điện giật tôi. Rồi mất được 5 năm. Mộ mình ở đâu cô? Bên đây hả? Nãy cô nói là phía bên đây đúng không? Bên nghĩa địa bên đây. Rồi ngày xưa có chồng con chưa? Không có nữa, chồng tôi ra. Xưa tôi xấu lắm, không ai chịu tôi á. Cô mất cách này là bao nhiêu năm mà nói ngày xưa? Tôi mất 7 năm. 7 năm mới đây chứ làm sao mà xưa được cô? Tôi 20 tuổi, có ai chịu tôi đâu. Ai cũng chê tôi, nói tôi xấu hết đó. Chị ơi, tôi bị thẹo bên đây nè. À, bị thẹo hả? Tôi chọc tuổi mà tôi vượt ra cái nó bay lên trúng lạnh một đường sẹo bên đây nè. Lúc đó là cô được nhiêu tuổi? Lúc đó là tôi 20 tuổi. 20 tuổi là mặt bị sẹo quá hả? Không, tôi bị sẹo là năm tôi 14 tuổi. Bị sẹo là năm 14 tuổi. Tôi phụ mẹ tôi chọc tuổi á. Tôi chọc tới một luôn sau cái cây ấy nó bay xong nó gặp luôn đường đây nè. Như vậy là nói chung là chặt cây cũng như là trẻ củi đúng không? Trẻ củi hay là chặt cây? Trẻ củi, mấy cây củi á. Trẻ bất cẩn rồi bắt đầu cây củi nó mới bật đúng không? Trúng vô đây tét cái mặt đúng không? Tét mặt đường luôn. Thành ra giờ mặt bị sẹo ghê quá các bạn. Ai cũng chê tôi nói tôi xấu quá. Rồi cái lúc mà mình làm neo tại sao mình sao gia đình mình không đem mình đi thẩm mỹ viện lại? Chứ gia đình lên Sài Gòn thẩm mỹ viện là nó mất cái sẹo chứ gì? Gia đình làm gì mà nghèo? Trồng lúa hả? Gia đình tôi không có trồng lúa. Nhà tôi thì lấy đất, lấy đất được miếng đất ruộng đó nhưng mà không có trồng lúa. Lên nước xong rồi làm trồng rừng. Trồng rừng với mấy cây dừa. Cái đâu có làm gì đâu. Vậy hả? Rồi nhà anh em đông không? 16 người. 16 người hả? 6 người. 6 người. Nhà có 6 người nè chú ơi. Nhà có 6 người. Thì hai cha với mẹ tôi, với anh chị em tôi. Rồi cái lúc mà mình mất là mình đang làm neo được mấy năm? Lúc tôi mất. 3 năm. Rồi hôm đó mình làm bất cẩn kiểu như mình đang làm neo cho anh ta rồi mình lấy máy quạt mình ghim điện cho nó mát cho khách hay sao? Lúc đó là mình làm neo ở trong tiệm người ta hay là tiệm của mình? Mình ăn công ăn kiểu sao cô có giải thích cho tôi biết được không? Đặt cái vụ bây giờ tôi là nam, tôi vào tiệm của cô là chủ tiệm không có làm nhưng mà cô là tiếp ở trong đó đúng không? Đúng rồi. Hồi xưa làm là tại của tôi á. Là tôi làm một bộ neo vậy như móng tay đến chân của chú là 25 ngàn. 25 ngàn ha. Đúng rồi, nhưng mà tôi chỉ ăn được 7 ngàn trong đó thôi. 25 ngàn, cô hưởng được 7 ngàn.
rồi chủ hưởng được mười mấy ngàn ha, 18 ngàn. Ngày nào cũng làm nhiều quá. Ngày cô làm được bao nhiêu neo, bao nhiêu người? Ngày tôi làm cũng cỡ 20-30 người á, thì tùy lúc nha, đám cưới này kia thì được nhiều, còn nó ít lắm, đến quay ra nhiều ngày có mười mấy người anh xuống khóc mấy cậu ơi. Rồi có biết trang điểm cho nữ được không? Làm đẹp cho nữ không? Có chứ. Ừ. Tôi biết đánh má hồng với vẽ chân mày. Ờ. Mí mắt là tôi làm được hết á. Ừ. Rồi mình mất rồi tại sao mình không về nhà mình kêu cha mẹ mình, nói chung là gửi mình vào chùa đi chứ mình ở miếu ông tàn chi. Tôi ở đây quen rồi với cha mẹ tôi, cũng nghèo khổ quá đâu có muốn thầy để tụng em về chùa đâu. Lúc đó là cô mất ở gần vị trí này không? Không, cách đây cũng cỡ 4 cây vậy á. 4 cây hả? Nhưng mà mộ thì gần đây. Ừ. Rồi cô cho họ thấy rồi họ không có về gia đình của cô, cho cha mẹ cô biết là cô nhét họ ở đây xong rồi để cho cha mẹ cô về đây à, lại đây để trục hồn của cô đi về chùa hay là đi về nhà xong. Thôi bây giờ tôi tự giới thiệu, tôi là người đi giúp vong. Mục đích của chúng tôi đi vào khu rừng quen này trước là giếng ngôi miếu của ông tà, sau thì tôi gặp được cô, thì tôi mời cô dùng bánh. Rồi nguyện vọng của cô, có muốn đi về chùa hay là về nhà thì tôi sẽ giúp cho cô. À, mình ở trong ngôi miếu rồi hả? Ở đây. Cũng tốt. Tôi muốn đi thì tôi xin. Cái người tôi muốn đi. Xin ai? Chú Ngọc lại đây, tôi muốn đi thì tôi sẽ xin chú giúp tôi. Còn giờ tôi chưa muốn đi. Xin ai mới được? Vậy hả? Sung sướng hả? Vậy hả? Vậy là sung sướng rồi, đâu có muốn đi về chùa làm chi phải không? Ở đây là có ngôi miếu của ông tà rồi phải không? Như vậy là mình đâu có thiếu gì đâu hả? Tôi đâu có thiếu đâu. Ừ. Tôi thiếu rồi, tại tôi ra đây tôi ở đây tôi chơi rồi người dân ở thấy họ cúng kiến với tôi nữa chứ tôi đâu có nói tôi thiếu đâu. Hiểu rồi. Thôi mấy mốt đừng có cho bà con đây ta thấy làm chi. Thấy người ta sợ rồi người ta mua đồ cúng rồi tốn kém tùm lum hết. Tôi đâu có cho họ thấy đâu. Sao vậy? Nhẹ bóng vía. Cũng như là họ nhẹ bóng vía họ mới thấy cô đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cái gì đâu muốn cho họ thấy tôi. Ừ. Nhiều người tôi đứng đây họ đi ngang đây họ còn không biết tôi đây nữa. Ừ. Thì sao cậu thấy tôi cậu cũng nhẹ bóng vía hả? Tôi thì người đi giúp vong mà phải thấy vong chứ. Rồi sao có nói ở đây có nhiều vong? Ở đây nhiều lắm. Nhiều là ở đâu? Trời ơi, trong khu vườn này biết cỡ nhiêu vong, mười mấy vong á.
Mười mấy dông trong rừng này hả? Mấy nam mấy nữ đâu con Linh nói coi. Hả? Trong đây là 8 nam 7 nữ. Ừ. 8 nam 7 nữ. Rồi nếu mà tôi muốn gặp họ là lúc mấy giờ? Tôi muốn gặp thì khoảng cỡ 6 giờ chiều mới 12 giờ cũng được, lúc nào cũng có đó. 6 giờ chiều hoặc là 12 giờ đêm á hả? Ừ. Mấy 12 giờ trưa giờ thì ít. Giờ thì hiếm, cậu vô thì có dông ra, có dông không. Ở đây 12 giờ đêm ai dám vô? Ma dẫn đường, không biết đường ra luôn các bạn. Trời, này ghê lắm. Ở đây thì nó dắt cậu vô, nó cười, nó giỡn cậu có gì đâu. Ừ. Có ngày nào ông đã dắt ai vô chưa? Dắt hoài vậy, vô đây nó cười giỡn tới sáng có người vô tìm thấy vậy. Trời ơi, bữa đó năm kia nó dắt thằng nhóc nhỏ vô đây nó cho đắp với lá cây nó dọn cứng họng luôn nè. Đâu ông có giải thích được không? Là mình cho những người trẻ tuổi ăn đất và ăn lá cây như thế này là họ có ăn được không? Được chứ. Mấy cái đó chúng tôi làm cho mấy người đó ảo giác tỷ nô là bánh nổi kia ăn hết rồi. Nhớ hả? Dạng vô cứng họng luôn. Ừ. Nhét lá cây nãy kia dưới đất cục đồ không rồi. Ừ. Dạng rồi. Rồi nếu mà người nhà muốn kiếm là gặp cậu bé, đặt cái dù gặp những người mà bị me cho ăn lá cây như như cô mô tả hồi nãy là kiếm bằng cách nào mới gặp được những cô bé mà bị ma cho ăn bánh? Kiếm được thì phải đem ra con chó mọt theo. Còn mấy người nhẹ bánh dí á, đem theo nó đi kiếm được, mà kiếm được tâm đem mẹ không vô bệnh viện. Chị? Đại đất đồ ra, không có là chị chết. Cũng như là các vong ở đây cho ăn cứng họng cũng như là thở muốn không được đúng không? Ừ. Rồi mình phải đem chó mực theo. Nếu người nhà muốn gặp được con của họ là phải đem chó mực theo rồi mới gặp được họ. Rồi đem vô bệnh viện rồi cạy họ ra, cạy cái họng họ ra. Thôi bây giờ đem về rồi âm hồn nó cũng lăn vậy đó. Vậy hả? Lăn hả? Lăn là sao? Man man hả? Nếu mà muốn hết luôn á, đi tìm thầy giỏi được không? Được, nhưng mà có lắm mới hết, không ngại được. Ừ. Cao lắm cũng phải 1-2 ngày mới hết. Ừ. Thôi Hương Linh đừng có kêu mấy cái vong mà quá ra bánh này kia rồi kẹo này kia cho em bé ăn chi. Cái đó là nói chung là thất đức phải không? Đó, ai mà hôm kia 11, 12 giờ đi em vô đây em đá, nó không xin phép ai phá tán ăn chi. Vậy hả? Vô đây làm gì? Nít mà vô đây làm gì phá tán? Vô đá rỉa rồi. À, mất vệ sinh đúng không? Đúng rồi. Chỗ dông linh người ta ngự đó, đá rỉa đây không xin phép. Phải rồi. Chỗ linh thiêng vậy mà đi vô ị tầm 7 tầm 3 có ngày. Sao cậu nghe tôi nói chuyện được không vậy? Hả? Nãy tôi nhìn cái tưởng đâu cậu cũng thấy tôi chứ. Thấy chứ. Rồi vong nhà giàu chắc đâu có muốn hưởng nhan đèn gì hả? Nhà tôi nghèo. Ờ. Có tôi không hưởng đâu. Ừ. Ở trong miếu ông Tà mà. Ôi, tôi ở trong miếu ông Tà được rồi. Rồi tôi nghe người ta nói miếu của ông gần đây có ai đến xin số chúng đặc biệt có không? Thành ra người ta mới lập ngôi miếu lên chứ gì? Chúng nhiều quá người ta lập miếu cho người ta ở đó luôn ha. Ừ. Và ở đó người ta
ta cho chú hoài à. Rồi số đó ông tà cho hay là ai cho? Hay là ông cho? Ông tà cho với người này, mấy cái ông linh này linh kia cho, chứ tôi làm gì với chuyện số đâu cho. Ừ. Tôi chỉ hưởng ké thôi à. Ừ. Tôi là như vậy là được gọi là ăn chùa đó. Ừ. Bữa cho số ông kia ông quánh trúng hay sao ông lại ông cúng mi ăn gà luôn. Dễ hả? Ăn ngon quá trời, mấy bữa nay em thấy ai cúng gà nữa đó, thiệt. À, muốn gà nữa hả? Đúng rồi, lâu quá không được ăn. Bữa tự nhiên ông kia lại ông cúng cho rồi, tới ăn tới giờ, cái giờ thèm lại. Ừ. Ăn ngon quá. Chú bữa nào có gà gì ông cho tôi ăn với. Cho ăn gà phải cho tôi giúp đi về chùa tôi mới cho chứ. Thôi vậy thôi tôi không ăn đâu. Với thường thường tôi đi giúp ông Linh là cúng cơm chay cơm mặn chứ đâu có cúng gà, hiếm lắm. Đặc thí dụ bây giờ cô muốn ăn cơm gà thì chúng tôi sẽ giúp cho cô ăn cơm gà rồi chúng tôi mới giúp cho cô đi về chùa. Còn nếu mà cô nói cô đang ngự ở trong ngôi miếu của ông tà, cô không muốn đi đâu hết, thì cô có về miếu ông tà cô ở. Và nếu mà cảm thấy chừng nào muốn đi về chùa, nếu mà có dịp nào đó tôi đi ngang đây rồi cô cho tôi thấy rồi tôi giúp cho cô đi về chùa ha. Vậy thì tôi cảm ơn chú rồi, chừng nào tôi với chú có duyên thì tôi chú gặp thì tôi coi được thì tôi đi, không được thì thôi. Ừ. Bây giờ tôi chưa muốn đi, tôi còn muốn ở đây ở với ông bà. Thôi bây giờ mình đi về chùa mình nghe kinh Phật nó hay hơn. Chờ ngày để chuyển kiếp, hiểu không? Cô đồ ta thử cái cả nha. Mình vô đây gặp cô gái đứng ở trong cái gốc cây này nè. Mà mình khuyên cô để mình giúp cho cô đi về chùa để nghe kinh Phật, nhưng mà thật sự cô không muốn quý anh chị. Cô nói là cô đang ở trong ngôi miếu của ông tà sung sướng, cô không có muốn đi đâu hết. À, chắc chắn ở đây có một cái khúc cây, cây này là cây dâu nè cả nha. Bà con ở đây thấy vong rồi, chắc có thể là thấy hồn ma cô gái này bà con mới chặt bỏ. Tại vì hồi nãy cô gái có nói là cô xuất hiện tại vị trí này thường xuyên. Rồi bà con có người cúng người không. Rồi cô có nói thêm là những người đó họ có thể là hợp bóng vía hay là nhảy bóng vía quý anh chị. Những người đó mới thấy cô, chứ thật sự cô không muốn cho những người đó thấy quý anh chị. Thì mình cũng muốn giúp cho cô đi về chùa, nhưng mà cô nói cô ở đây ở trong ngôi miếu của ông tài rất là sung sướng, thì mình không có giúp được. Nếu mà có dịp nào mình đi ngang đây hữu duyên gặp được cô, nếu mà cô muốn theo mình đi về chùa thì mình sẽ giúp nha cả nhà. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video. Cảm ơn cả nhà đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.